Xin chào các bạn, mình là Huế, Huế Chia Ki, mình chuyên dạy kế toán online. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn các phần tiếp theo đối với mình thao tác trên Excel về bảng tính như thế nào, về dòng, về cột, về ô, địa chỉ tuyệt đối, tương đối ra làm sao. Thế đầu tiên là khi mà mình có một cái file Excel ạ. Có một file Excel nhá, mình mở lên ạ. Thì đây còn gọi là một workbook. Các bạn, trong workbook này thì có rất là nhiều các sheet. Khi mà mình di chuyển các con chuột giữa các sheet này, mỗi một sheet gọi là một bảng tính. Và khi mình đặt con chuột ở tại một cái ô này thì bao giờ cái ô nó cũng có một cái gọi là cái địa chỉ của ô. Ví dụ như là mình đang đặt cái con chuột của mình ở ô đầu tiên ở bên góc trái màn hình thì nó sẽ được giao giữa dòng và cột thì tạo ra một ô. Ví dụ như ở đây là cột 1 là cột A và dòng là dòng thứ 1 là giao giữa dòng 1 và cột 1 thì gọi là A1, thì các bạn sẽ nhìn thấy được cái tên của nó ở trên cái góc bên trái màn hình là A1. Thế thì trong Excel này thì có các cột thì được biểu thị bằng các chữ cái và các dòng thực biểu thị bằng các con số. Thêm vào đó nữa thì các bạn có thể thấy được là các phần sheet ở dưới. Thì ở đây mình có thể là thao tác với các biểu tượng là thêm sheet hay là di chuyển sheet như nào, mình sẽ hướng dẫn ở trong buổi sau. Còn ở đây ví dụ như mình di chuyển chuột đến đây thì giao giữa cột B và dòng số 4 thì ở đây các bạn nhìn thấy B4, đấy chính là địa chỉ của một ô ạ. Thế ngoài địa chỉ ra một ô ra thì các bạn còn có địa chỉ của một vùng. Địa chỉ của một vùng thì các bạn nhìn nhá, đây, khi mà mình kéo chuột này, kéo chuột nhá. Kéo chuột thì các bạn nhìn thấy ở ở trên góc trái màn hình có 4R nhân với 2C, có nghĩa là tương ứng với 4 dòng là R, có nghĩa là row, row là dòng, nhân với 2C có nghĩa là hai cột, đúng không ạ? Đấy thì là nó sẽ hiện lên ở góc trên này, nhưng mà khi mà mình thả chuột ra thì nó sẽ chỉ hiện được là ở cái ô, trong cái ô name box này này, nó chỉ hiện được ra cái ô đầu tiên mà khi mà mình đặt con chuột chuột đó là ô B4 rồi ạ. Còn khi mà mình kéo như thế này thì lúc mình đang kéo thì là ở trên cái name box đấy thì sẽ nhìn thấy cái địa chỉ nó khác nhau ạ. Đây là nó còn gọi là một vùng ạ. Tiếp theo nữa mà các bạn thấy rằng là giới thiệu về mình đã giới thiệu về bảng tính rồi này, dòng này, cột này, ô này. Thế thế nào được gọi là địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối? Sau này các bạn cần phải hiểu được rằng cái địa chỉ tuyệt đối và tương đối chính xác để khi mà mình làm trong Excel, mình có thể biến hóa được khi nào mình dùng địa chỉ tuyệt đối và khi nào mình dùng địa chỉ tương đối. Ví dụ như mình đặt con chuột ở đây mình đánh là 4, số 4 ạ. Cái số 4 này nó nằm ở ô C, giao giữa cột C và dòng thứ 5. Nhưng ví dụ bây giờ mình có muốn chỉ địa chỉ chính xác của ô này, ví dụ mình bằng này, bằng 4 này. Ở đây mình giả dụ như mình có một loạt các con số chạy xuống như thế này nhá. 2 3 này, 4 này, được chưa? Nếu như mà mình đánh dấu bằng ở đây, mình đánh ở đây, Enter thì mình kéo xuống như thế này thì đồng nghĩa với cái việc tương ứng địa chỉ cái ô đầu tiên tương ứng với cái ô C2 và mình kéo xuống thì nó sẽ được chạy theo tương ứng C3 thì lại được chạy theo cái ô của C8 này này. C8 này bằng C3 có nghĩa là được kéo xuống như thế này gọi là địa chỉ tương đối, nó sẽ chạy theo. Nhưng nếu mà bây giờ mình có một cái là mình bằng này ô C2 nhá, mình nhấn F4 ạ. Mình nhấn F4 mà các bạn thấy nó là đô la C, đô la 2 này này. Có đô la nhá, cái hình đô la ở trước này, mình nhấn Enter và bây giờ mình đặt chuột ở đây mình kéo xuống thì tất cả nó sẽ giữ nguyên cái vị trí của cái ô đấy, có nghĩa là mình khóa ô lại, nó gọi là địa chỉ tuyệt đối là không thể thay đổi được. Các bạn nhớ tuyệt đối là không thể thay đổi, nó khóa cái ô đấy lại lại rồi. Thế mình ví dụ như bây giờ mình có dòng sang ngang như thế này nhá. Dòng sang ngang như thế này và dòng dọc như thế này. Thế ví dụ như bây giờ mình muốn xóa cái cột C này đi, khóa cái đô la C đi thì mình có nghĩa là cái cột C của mình
không được khóa, mình kéo xuống ạ. Mình kéo xuống này nhá, thì mình sẽ thấy đây. Giá trị vẫn đúng bằng C1, nhưng khi bây giờ mình kéo sang ngang nhá, mình kéo sang ngang này. Kéo sang ngang thì các bạn thấy là lúc này các ô, các cột của mình đã được thay đổi theo theo đúng với cái giá trị của cái dòng này, đúng không ạ? Đây khi là mình xóa cái cột lại nhá. Xóa xóa đây thể hiện là đô la 2 này. Đấy, các bạn thấy không ạ? Thì lúc nào mình sẽ tưởng tượng là khi nào mình dùng cái địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối, ví dụ như là trong cái trường hợp mà các bạn tính một cái bảng lương như thế này nhá. Đây mình ví dụ luôn vào trong cái trường hợp các bạn tính bảng lương ạ. Đây có một cái bảng lương ạ. Một cái bảng lương. Mình ví dụ đây mình có, nếu mà mình có một bảng chấm công như thế này nhá. Nếu như trong trường hợp mà các bạn đặt con chuột vào, các bạn muốn 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 sử dụng cái 18% này, đây mình đang tính cái khoản bảo hiểm xã hội nhá. Thì giả dụ như bây giờ còn 17.5 này. 5% như thế này. Thế để mà mỗi lần mình kéo cái ô này xuống, mình không phải đánh như thế này. Mình không phải đánh từng cái là 18% như vừa nãy mình để như này nhá. Đấy, thì bây giờ các bạn có thể là insert ở đây một dòng ạ. Mình đánh ở đây là 17.5 ạ. Phần trăm đúng không ạ? Rồi, để đợi mình Ctrl Z lại này. Mình insert một dòng ở dưới này nhá. Ở đây mình lấy 17.5 này. Phần trăm nhá. Lấy phần trăm này. Đấy, thế bây giờ mình muốn là bằng này. Bằng. Mình muốn dùng địa chỉ tuyệt đối này. Giả dụ như là cái lương tính bảo hiểm này nhân với cái này, mình muốn cố định lại để khi mà mình kéo xuống nó không bị thay đổi, mình nhấn F4 Enter. Thì bây giờ mình kéo xuống như thế này nhá. Thì cái ô 16 này thì từ ô 15 chạy xuống ô 16. Nhưng cái đô la P đô la mà 13 này này thì nó chính là ở cái 17.5% này. Các bạn thấy không? Địa chỉ tuyệt đối khi các bạn kéo xuống thì nó không thay đổi ạ. Ok chưa? Để các bạn hiểu được rằng là khi nào mình sử dụng địa chỉ tuyệt đối, khi nào mình sử dụng địa chỉ tương đối nhá. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn học tốt.